Thưa quý vị, một câu lạc bộ nổi tiếng Houston bị phá bỏ bằng thuốc nổ. Tin từ Houston, tòa nhà câu lạc bộ Houston nổi tiếng ở trung tâm thành phố đã bị phá bỏ bằng thuốc nổ vào sáng ngày hôm qua. Tòa nhà này đã được thiết kế vào năm 1954 bởi các nhân vật tiếng tăm của thành phố. Trong một vài năm gần đây, câu lạc bộ Houston đã được di dời về One Shell Plaza. Vào hôm qua, các đội phá dỡ đã đặt hơn 500 kg thuốc nổ để đánh sập tòa nhà. Quá trình này đã được diễn ra trong vòng chưa tới một phút. Một số tuyến đường lớn qua khu vực này đã bị phong tỏa để bảo đảm an toàn trong vụ nổ. Tòa nhà này bị phá hủy để lấy nền xây dựng một công trình mới 34 tầng có tên gọi là Capitol Tower.